Dạ. Ừ, có chơi vị sư, thu vị sư, cứ thu vị sư. Dạ. Chụp đấu luôn, chụp đấu luôn. Đấu luôn. Thầy em có thu luôn. Sống. Hàng thu rồi. À, chào mọi người quay trở lại với kênh Bùi Vlog nha. Lâu lắm rồi mới được ra khơi quýnh lưới bừa rồi. Này biển mình mới chịu em nè. Anh em mình mới vừa ra tới mới vừa ra tới nơi vừa quýnh lưới xong. Phía xa xa kìa bà con mình quýnh nhiều. Quýnh lưới bừa mùa này thì có tôm, các loại cá đặc vật bờ như là cá hanh. Cá hanh, cá mà mình hay thả lưới luôn. Cá chét rồi đó. Thì mình mới vừa đánh 6 tấm. Còn một vàng nữa thì để coi tình hình sao thì mình để đánh lại. Thì hy vọng hôm nay sẽ một ngày may mắn ha. Bây lâu quá mới ra khỏi bờ để quay đánh lưới thì hy vọng là có cá nhiều để quay cho mọi người cùng xem. Mọi người xem video thấy hay thì nhớ cho kênh xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi kéo lưới thôi mọi người. Vô. Trưa mà. Đưa đài cho mình. Hồi sáng nè. Có gì đây? Đầu, từ cái đó có đầu đây. Có cái đầu. Đồng thì chữ mới đáng cho nè. Đáng dài 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 chứ. Mày cái đầu tiên. Ừ, mùa này là ra là đất đã đỏ nó có đầu nhiều lắm chứ. Giáo. Đó, đầu nha. Đầu 4 phân nào nè mà. 5 phân lột. Cá 4 phân nào không? Ừ. Hồi nãy giờ kéo lưới 6 phân lột. Xuống tới tôi. Giáo. Đầu. Chụp đôi à. Đầu đáng 4 phần nam không? Từ giờ về rồi. Bao giờ về rồi đấy. Liệt. Cái này lắp mình ngon xuống luôn. Ngon xuống sẽ đưa vô bờ gì không nói. Tắp nhanh vô bờ. Hả? Qua cái ơn bấm một tát. Dạ đi. Giáo, có gì đây? Thu. Lấy. Thu một người mới đắng luôn nè. Sống mà. Thu. Dạ, dạ xíu tao. Giáo. Coi nhiều lần tá, ngon gứt. Anh gửi có là em bao giờ về là
xíu cán nó lứ đây. Kìa kìa mình. Kệ sống chứ. Cái phần nam này có lý nè. Xuống xuống đi rồi, xuống đi. Dạ, ừ, có gì bùi sư, thu bùi sư, có thu bùi sư. Dạ, chụp đôi luôn, chụp đôi luôn. Đôi luôn, hàng có thu luôn. Sống, sống. Hàng thu rồi coi. Mới đáng này. Thu ngay sóc bời nè. Đây trứng này nè. Còn sống luôn. Mắc đáng này. Vô ràng mà đứt cái trần rước này được. Anh giữ ba cái cơm nè. Cơm. Có giáo dưới đó có gì cả. À rứa là vui rồi. Ông ơi, ra lâu ra luôn đi. Đi xuống tí đi. Xuống tí dọn thẳng nó lấy làm sao đó. Rồi rồi rồi. Rồi dè lại xíu. Dè nhẹ nhẹ. Cần. Gãy. Tấm bóng bằng nam này có lý kìa. Gãy ra nè. Cầm cầm vô đi. Mắt dè 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 rồi. Rút ở đây nó bét quá chứ cho cào nữa. Rút ở đâu cho cào đâu. Rút gãy chát đúng không em. À, xí đi mà. Nhìn nó canh rau muống rồi. Canh rau muống ngon lắm chứ. Và nó bữa cái lúc biển đó nha. Vô cái tóc. Vô thấy trần lưới liền. Đồ nhỏ đó món phương nam ngon đúng rồi. Có cái lưới này cái lọc. Ừ. À cái thu lưới này cũng đáng rồi, thấy đã lọt cái ta, lọt. Lọt. Cái. Cầu được quấn ra quả đá nó mùn đầm đùn đi đã chưa bóng phần nào đồ ngùa những này cũng được, năm phần này cũng mạnh dễ son á. Có chứ. Thật đủ thành phần, đục đủ. Mùa này như hơi bấn. Mùa này bấn không có. Ừ, giáo. Tết. Chắc quyết. Tết. Bỏ đi thôi chứ bữa mới đáng lúc đồi gặp ở cái gửi ông ra ta hả à chưa thấy có sàn nữa chứ anh canh ngăn thôi rồi vậy em đó giáo gì nữa đây chụp đôi có tép quá chứ ngoài này có tép không. Ngoài này gửi dẫn đỡ xe sáng. Hôm qua chắc đi lưới chiều á. Sao em? Thâu trong bờ nữa, tát, ủa này có tát không?
Mày giấu gì không? Mờ nó không ơi. Tớp nữa kìa. Tớp chứ chị. Tớp mới cất. Tớp mà. Có cơm phải tớp gì chị. Nãy chưa thấy tớp, không thấy tớp mà. Tớp này bự. Bến dưới à. À, bún ngon chứ. Đâu đi. Chứ nhét có sàn chứ có sàn nè. Có chuyện mít đá mà, sống nhang mà. Đây là có đáng trẻ nè, đáng sớm mình quýnh xuống lần đáng rồi, lần chết ngắt rồi. Có chừng biết chạy đây. Quýnh súng rồi đây, lay súng vô quýnh hù. Hả? Đào đi vô đó. Vô đó chứ, vô ngay đó đặng nghe. Rồi, gỡ rồi. Có gì nữa đó. Ú, ghẻ to nè. Ghẻ to nè. Để anh thường quá. Chắc không? Rồi đi quýnh con ghẻ thôi. Dùm nát lứ. Ờ nghiện đây nè, thu bom ký nè, cái tấp nè, đừng có vào đồng video tấp. Thù nữa. Chào anh Tân, em đi đây để lại lỗ. Ờ, quay xuống xuống nè. Vô chứ gì nữa, vô quýnh sáng giờ mà. Mình được cái tép không em. Vô mới thu rồi. À, đứng nước rồi sẽ qua đãi vô thôi chứ. Em nước rồi quýnh cho trai nha. Hút kéo vô chưa. Họ quýnh nguồn nó quá trời kìa. À, giỏ lại. Không còn này đâu, đầu lóng nhỏ. À, hồi này đầu lóng, đầu này thường đáng nhiều nữa. Đầu, cái này cũng vô không ạ? Sàn, sàn đang con câu đấy đã. Sàn nó làm lóng trắng lưới nha. Sàn nữa nè. Sàn ở đây con câu thôi ta. Đó, lóng rồi đó. Sàn rồi, một con. Nè, cặp nữa. Ba em. Lưới thấp cái này chứ lưới cao là tiêu rồi. Gặp lóng này với lưới hai khóc xoăn. Hả? Giá nó cũng vui. Hả? Như nước cộng mà. Còn có sàn. Sàn này sàn nhỏ. Chưa thấy con ngót nè.
cơm sàn, cái gì cái dai dưới đó. Rót hả? À? Cái cơm là coi gùi đây. Gùi bao cái cơm đó chứ. Vậy có tái quá. Cơm này ngon rồi, tái ngon. Có ăn đó chứ. Hả? À, có ăn không ăn đó chứ. Lâu rồi. Đây đây đây. Dạ. Này gửi vô lò gạch. Thả cho trâu luôn. Cất cơm. Đâu đó, cái mùi sư, cơm kho thịt ba chỉ, đúng vậy ạ, nó xuống rồi đấy, rồi, sạch. Cơm luôn này. Vô đi. Hả? Vô cơm rất là ta. À, thành quả mẻ đầu tiên của anh em rồi. Đừng đói à. Thì là mấy em có thu, có đù. Có tớp. Có sòng, có cơm. Kệ. Cũng được rồi. Lâu lâu ra lưới lại cũng vui. Rồi, giờ anh em vào trong này quýnh dọc dọc lại mọi người. Hy vọng mà giấc thứ hai nó có nhiều nhiều cá qua cho mọi người cùng xem. Rồi anh em mình đánh lại giấc hai nãy giờ cũng được 15 phút rồi mọi người. Giờ tiến hành kéo xuống thôi. Hy vọng giấc này có cá tiếp, nhiều cá tí. Sợ mới giấc một rồi nha. Có thì anh em mình làm giấc nữa. Buồn sáng. Một giờ nữa không ạ? Ngon ngon xuống, vừa xuống vừa xuống dễ cái kéo mình thấy giáo rồi luôn hay đây là đây. Ok vô vô xíu thôi, vô vô thì giờ thẳng thẳng lấy vậy cái, giáo, giáo, tấp, kia, tấp không rồi tôi gọi, kệ tấp được, như nước rồi kìa, rất căng hả, căng. Cơm luôn. Cơm tớp. Cơm lên. Tớp. Có chi đắng cũng được, có gỡ gỡ là ra cho vui. Bài được khắp cái miệng mà không. Dạ, tới chứ chị. Tới gì làm chả? Cái tắp ngon lắm chứ. Xí xí, xí. Đi thấy cá to. Tắp nữa. Tắp.
tắm. Ghẹ tết lâm. Đi. Trùng có sàn tớp có sàn như thế tớp đầu lóng lóng tớp có sàn mà nó nhiều quá nè. Bóc xuống là mò cho cá gẹ được bu chưa. Xuống mà đá rồi thôi. Hồi nãy chưa thấy vào một. Dục ra đi, dục ra. Tụi đi đợi quá. Trời ơi, nó xí cho ra nên tụi đi không. Vô vô xí thôi, vô xí. Tâm 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 tâm. Tao đầu tiên nghe quên mình là tao bạc luôn. Quá tuyệt vời. Chắc cái này nó hơi tạch tạch. Xuống nữa. À tao quýnh hụt qua xuống đây. Tại có mà. Tấp. Tấp 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 tấp. Bốn 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 giờ dục ở vô hồng đó nữa. Trăng xanh đẹp quá. Ừ, sáng rồi. Bỏ rổ này, mặt lưới luôn. Không bỏ chứ, không bỏ rổ này chứ, không có. Quá. Không chung vậy. Giáo dưới mọi người. Trăng trăng trăng. Trong trời cũng ra các cái tết. Tết. Người ta dịch 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 ngon. Hả?
mọi người giật 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 xuống không? Nát đi chưa? Lương mất ạ. Giật sang á. Vài lúc. Nhìn dưới nước trong một phần thôi. Ngã rồi giật xây ăn ấy. Chả đâu mọi người. Anh em mình mới vừa về tới nhà quá. Quả của máy giặt lưới. Xem. Ít quá. Không nhiều. Thu. Thu quá tớp cơm. Đủ thành phần. Được nửa cái này. Vài ký mà. Cũng được, lâu lâu ra biển lại cũng có từng đó cá mà. Rồi, mời mọi người đã theo dõi video tới giờ phút này nhé. Nếu mọi người thấy video này hay, video này hấp dẫn thì mọi người cho kênh xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn mọi người lại video sau. Cái ngày mai cũng tiếp tục đi lưới bé này tiếp.